Trời ơi, ai vậy lên lên xóm chị? Một cái gì vậy? Sao lên đi xóm chị? Sao vậy? Sao Vũ có chứ? Mang vô đây. Đây đây, để mang xuống cho, để quỳ xuống gối xuống mang. Chú này ơi, chú này sắp sửa gặp lại chị Mai Lê Huyền nè. Chị Mai Lê Huyền lớn tuổi mà nhạy dữ lắm. Đây đây. Nghĩa, bắt cái ghế lại cho chị Mai Lê Huyền ngồi. Không, để em mang giày cho chị. Không, tại vì vậy nè, quý vị ơi, Mai Lê Huyền mang đôi giày cho nó hợp với quần áo nó đẹp. Nhưng mà leo xuống dưới nó cứ kẹt mấy cái cục này xuống. Không có kẹt, ở dưới này bằng thẳng. Bằng thẳng. Không, nó bị rồi mới rớt ra rồi mới gắn vô nè. Chị sợ kẹt té vậy. Không, thì té thì em ẩm lên. Thôi, thank you hồ ra máu. Thôi vậy là hát không ha. Ok. Rồi. Mang vậy nhảy cho nó sung. Không sao, không sao. Đó, đây em giữ cái đôi giày mà đó. Mai đây này nè, Mai Lệ Huyền sẽ đi xuống với quý vị. Nhưng mà mang giày này nhảy được không? Được. Được ha. Để coi quý vị nhìn tận mắt coi có phải đúng Mai Lệ Huyền không? Ờ. Yeah. Chị Mai Lệ Huyền lớn hơn em là bao nhiêu ta? Hai con giáp. Không có đâu. Dược Thảo 67, chị 76. Ha, không có, không có. 72, 70, 79 nè. Lớn hơn em có 2 tuổi à. Cũng được. Muốn bao nhiêu cũng được. Mấy người lớn tuổi mình nói tuổi nhỏ họ mừng lắm luôn đó. Ok, quậy ha. Sao vậy, sao anh biết vậy, sao em nhỏ tuổi mà anh nói em lớn tuổi là sao? Nói để cho em cãi chơi. À, Mai Lệ Huyền xin kính chào. Đi vô để cho Mai Lệ Huyền quậy. Dạ, Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị và mến chúc quý vị một ngày lễ 4th of July của Hoa Kỳ rất là vui vẻ, hạnh phúc. Tại vì chúng ta qua đây tới bây giờ là cũng quá đát hết trơn rồi. Quý vị thấy mà Mai Lệ Huyền á, nghe ngày lễ này là muốn nhào ra để gặp quý vị. Là rất lâu rồi mình bị Covid, mình bị đủ thứ hết, mình không có thể nào mà gặp lại được quý vị. Thì ngày hôm nay Mai Lệ Huyền đến đây để chung vui với Teletron. Tại vì Teletron á, không có Teletron là không có nghệ sĩ mà tới 20-30 người như vậy. Không ai dám làm, dù rằng một cái đại nhạc hội lớn cỡ nào. Thành ra năm nay đó, Teletron sẽ làm cho tới 30 mấy cái phải không? Dự thảo, Teletron làm tới 30 mấy cái đại nhạc hội năm nay phải không? Dạ thưa, Teletron có tất cả 17 chi nhánh ở trên toàn quốc Hoa Kỳ. Dạ. Và mỗi một chi nhánh tổ chức một cái weekend là thứ bảy chủ nhật. Như vậy thì trong năm Teletron tổ chức 34 show cho anh chị em nghệ sĩ đi. Đó. Thực tình mà nói, như chị vừa nói đó, chính nghệ sĩ mình cũng phải cảm ơn công ty Teletron. Đúng. Cũng không. Như cảm ơn khán giả, nếu khán giả mà không đến xem Teletron không tổ chức, không mua ghế lắc cho ốm như Mai Lệ Huyền thì cũng lúa. Đúng rồi. Chị Mai Lệ Huyền á, đúng ra là mất lâu rồi, nhờ Teletron lắc riết mà bây giờ còn sống tới giờ này luôn đó. Ok. Vậy cảm ơn quý vị thật nhiều. Và bây giờ Mai Lệ Huyền gửi đến quý vị một cái nhạc phẩm rất là dễ thương của Khánh Băng, Có Nhớ Đêm Nào. Tìm đến hoa khúc xuân vầy, tình xuân mất ngủ đắng say. Có nhớ đêm nào, nhớ phút ban đầu, đã chót yêu nhau, xin nhớ tìm nhau. Nhà hoa khúc nhìn say, chim đắm trên bay, tình ngát nào thương. Nói sao, ngàn kiếp về sau, nào có
sắc mơ màng, hạnh phúc đã đến nơi rồi. Đời là một bài thơ, đời là một bài thơ, đời là một bài thơ. Thật nhiều chị ơi, chị không khác hồi xưa chút nào luôn. Ai vậy? Diệp Thảo đây. Ôi Diệp Thảo ơi, em mê chị hồi đó tới giờ chị không có tin em. Ủa em đây nè, tôi nói thật trước mặt quý vị, năm 1972 73 74 nữa, thì lúc đó hội ký giả ở Việt Nam tổ chức cái ngày đặc biệt là Trung Thu dành cho hội ký giả, con em ký giả. Nói xạo là bị đòn đó. Đây 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 đây, nói năm tháng đàng hoàng. Tại rạp Thống Nhất, chị Mai Lê Quyền lên hát. Lúc đó chị mặc nguyên một cái bộ đồ trắng mà ngắn, một sọt trắng như thế này, đúng không? Màu trắng luôn. Chị xuất hiện, lúc đó tôi nhỏ hơn chị mà. Tôi chưa có được 15 nhỏ tuổi nữa. Nhỏ hơn hai con giáp. Dạ. Mà tôi đã yêu chị từ hồi đó rồi. Đừng có tin quý vị ơi, Việt Thảo là mồm miệng đỡ tay chân. Ai không tin thì thôi, tôi nói thiệt à. Vậy thì cái thời đó đó, Việt Thảo có nghe Mai Lê Huyền hát nhạc phẩm The House of the Rising Sun? Dạ thưa không, là như thế này. Là tại chị hát những bài đó trong club, trong dancing nhiều hơn. Phần lớn ở ngoài công cộng chị không có hát cái bài đó. Chị hát một mình và chị hát chung với anh Mai Lê Huyền, anh chị Mai Lê Huyền hát chung với anh Hùng Cơm. Còn mấy cái bài đó là chị hát trong club. Nhưng mà ngày hôm nay Mai Lê Huyền muốn hát cho quý vị nghe. Năm 1960 mấy đó, Mai Lê Huyền đã hát nhạc phẩm của các anh lính Mỹ qua Việt Nam mình để đó ủng hộ. Lúc đó em chưa nghe, lúc đó em còn đúng nhỏ rồi đó. Dạ. Thì bây giờ nghe The House of the Rising Sun. Dạ, quý vị sẽ yêu Mai Lê Huyền như tôi yêu Mai Lê Huyền hơn 50 năm về trước. Xin cảm ơn quý vị.